Sân bay Long Thành, từ an ninh quốc gia đến đấu thầu minh bạch công bằng. Có hai luồng quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau liên quan đến triển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành. Trong khi nhiều chuyên gia khuyên đấu thầu quốc tế, nhưng Bộ Giao thông Vận tải lại muốn giao cho doanh nghiệp trong nước là ACV đảm trách toàn bộ công việc. Vì sao Bộ Giao thông Vận tải muốn chỉ định ACV làm sân bay Long Thành? Liên quan đến dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất những phương án huy động vốn như sau. Một là sử dụng nguồn vốn vay ODA, hai sẽ giao Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đầu tư bằng vốn tự thân của doanh nghiệp và sau đó có thể vay vốn ngân hàng. Phương án thứ ba mà Bộ Giao thông Vận tải có thể xem xét chính là đấu thầu quốc tế theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ, vì được quy hoạch là sân bay lớn nhất Việt Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành không chỉ phục vụ mục đích kinh doanh vận tải mà còn phải đảm bảo an ninh quốc gia. Đây là lý do chính yếu để Bộ đề xuất giao cho ACV, doanh nghiệp với 94% vốn nhà nước, tham gia xây dựng với vai trò chủ đầu tư, khai thác để đảm bảo cả yếu tố dân dụng và quân sự. Về vấn đề nguồn vốn, Thứ trưởng Lê Đình Thọ khẳng định ACV đã tích lũy được hơn 1 tỷ USD, đồng thời cũng sẽ cân đối được 1,5 tỷ USD cho dự án Long Thành. Vị này lý giải trên VN Express cho biết, nguồn thu từ 21 cảng hàng không mà đơn vị này quản lý cũng sẽ giúp bù đắp chi phí cần thiết trong quá trình xây dựng. Thứ trưởng Thọ có quyết ACV đã có kinh nghiệm đầu tư nhiều công trình hàng không như nhà ga T2 Nội Bài, T2 Tân Sơn Nhất, đường cất hạ cánh tại Phú Quốc hay Cần Thơ. Chia sẻ quan điểm với Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam cũng đánh giá phương án giao ACV đầu tư sân bay Long Thành với lợi thế doanh nghiệp trong nước sẽ không bị phụ thuộc về công nghệ hay tiến độ. Trong giai đoạn 1, việc quản lý khai thác sân bay Long Thành cần kết nối với các cảng hàng không khác nên thống nhất một đơn vị đầu mối sẽ thuận lợi, ông Tới nhận định. Vì chuyên gia này rút kinh nghiệm từ thực tế đáng ngại của Tân Sơn Nhất mà kết luận nếu không chọn ACV thì thời gian đầu tư đấu thầu có thể kéo dài thêm nhiều năm, không kịp phục vụ nhu cầu vận tải hàng không đang bùng nổ. Chúng ta đã chứng kiến nhiều dự án ODA hay BOT phụ thuộc nhà đầu tư, nhà thầu khiến tiến độ bị chậm, theo Phó Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam phân tích. Theo đó, cuối năm nay dự án sân bay Long Thành sẽ được trình Quốc hội nên chỉ còn 1 năm để thực hiện thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và tiến hành thẩm tra. Dự án phải khởi công vào năm 2021 thì mới kịp hoàn thành năm 2025. Thời gian quá gấp rồi, chúng ta không nên bàn nhiều về lựa chọn phương án nào mà hãy bàn cách giúp ACV thực hiện dự án hiệu quả. Vì sao nên đấu thầu quốc tế công bằng khi tiến hành dự án CHK Long Thành? Trái với các quan điểm trên, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long lại đánh giá phương án đấu thầu quốc tế là hiệu quả và minh bạch nhất. Đương nhiên vai trò giám sát của cơ quan nhà nước là rất lớn, nhằm quy định hợp đồng chặt chẽ, đảm bảo chất lượng công trình, không đội giá hay chậm tiến độ. Lý giải vì sao nên cân nhắc thật kỹ phương án giao cho ACV, ông Long thẳng thắn chỉ ra yếu tố thiếu cạnh tranh và năng lực tài chính của doanh nghiệp này chưa đủ để đảm trách việc xây dựng sân bay. Chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, không nên chỉ vì lý do thời gian gấp rút mà phải chỉ định thầu, ông Ngô Trí Long nói. Về nguồn vốn ODA, các chuyên gia đều cân nhắc không nên xem xét phương án này vì phương thức huy động vốn kém hiệu quả, làm tăng nợ công lại kèm theo những ràng buộc khiến dễ đội chi phí. Đồng quan điểm với chuyên gia Ngô Trí Long, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hàng không, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định dùng ngân sách nhà nước hay vốn ODA đều không khả thi vì nợ công quá lớn. Việc xây dựng sân bay Long Thành ẩn chứa nhiều rủi ro mà đối với ACV sẽ khó lường trước. Doanh nghiệp này khai thác và quản lý 21 sân bay nên vốn đầu tư theo đó cũng sẽ bị giàn trải. Vị phó giáo sư phân tích thêm, lựa chọn ACV mang nhiều rủi ro vì vốn đầu tư giai đoạn một sân bay Long Thành sẽ tương đương 4,8 tỷ đô. Vượt qua năng lực của đơn vị này, doanh nghiệp theo đó sẽ phải tiến hành huy động vốn trên thị trường quốc tế với điều kiện phải dự kiến 20 năm, lãi suất khoảng 6% trên năm. Đây là phương án mạo hiểm đầy rủi ro tài chính cho ACV nếu sân bay không khai thác như tính toán trong báo cáo khả thi. Như vậy, ACV có thể không có lãi từ hoạt động của Long Thành để tiến hành thanh toán nợ giai đoạn 1, chưa xét đến tính khả thi giai đoạn 2 hay 3. Nếu tính đơn giản là công suất 100 triệu hành khách của Tân Sơn Nhất sẽ chia đôi cho Long Thành thì không đúng. Với nhiều hành khách vị trí Long Thành quá xa nên họ sẽ không muốn đến, nhiều hãng hàng không cũng không muốn bay ở Long Thành, ông Tống nhận định. Chia sẻ vấn đề xây dựng sân bay Long Thành, tiến sĩ Lê Đăng Doanh,
nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương đánh giá, phương án đấu thầu quốc tế lựa chọn nhà đầu tư khai thác cảng bằng vốn doanh nghiệp theo hình thức đối tác công tư là phù hợp nhất. Vị chuyên gia này nhận định dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô rất lớn, đòi hỏi chất lượng cao, nhưng thời gian thi công lại ngắn nên cần tổ chức đấu thầu quốc tế, thành lập hội đồng xét thầu độc lập để công khai minh bạch, chọn ra được nhà đầu tư tốt nhất. Chi phí thời gian rút ngắn vài tháng có thể sẽ phải trả hơn gấp nhiều lần khi đi vào triển khai. Dự án chậm tiến độ hoặc chất lượng kém. Thời gian qua, Thủ tướng đã nhiều lần nhấn mạnh chủ trương mở cửa bầu trời, xã hội hóa hạ tầng sân bay. Thế nhưng thực tế thì hầu hết các dự án mở rộng, sửa chữa, thậm chí xây mới sân bay, Bộ Giao thông Vận tải cũng đều đề xuất giao cho ACV với lý do giúp nhà nước kiểm soát được tài sản chiến lược của quốc gia, chủ động điều hành, đảm bảo an toàn an ninh các tổ chức hàng không quốc tế, khuyến cáo một nhà ga nên giao cho một nhà khai thác để đảm bảo đồng bộ thông suốt. Thực tế không có khuyến cáo nào như vậy, sân bay của Mỹ có tới 6 bệ đường bay, nhà ga, mỗi hạng mục do một đơn vị khai thác khác nhau. Bản thân Việt Nam có các sân bay như Đà Nẵng, Cam Ranh cũng do hai đơn vị cùng khai thác. Không thể cứ mãi lấy lý do không có cơ sở này để chặn đường xã hội hóa hạ tầng sân bay, biến hạ tầng thành nút thắt kìm hãm sự phát triển của ngành hàng không. Thanh niên dẫn lời tiến sĩ Lê Đăng Doanh phân tích. Một chuyên gia ngành hàng không tiết lộ kể từ sau 4 năm khi đã được Quốc hội thông qua đến giờ, dự án này vẫn đang treo, chưa triển khai được do không có mô hình đầu tư rõ ràng. Một dự án đầu tư chỉ thực sự bắt đầu khi tìm được câu trả lời cho câu hỏi ai là người xuống tiền, vậy đâu mới là phương án tối ưu nhất. Trong một diễn biến khác, đề xuất giao ACV trực tiếp đầu tư sân bay Long Thành, Bộ Giao thông Vận tải cho biết tư vấn và AVG đã kiến nghị đầu tư sân bay Long Thành theo phương án giao ACV, trực tiếp đầu tư khai thác bằng vốn của ACV, không sử dụng vốn ODA. Trong báo cáo mới trình chính phủ về dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Bộ Giao thông Vận tải cho biết trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế và điều kiện thực tế của Việt Nam, cơ quan tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và tổng công ty cảng hàng không Việt Nam đã xây dựng 3 phương án đầu tư. Phương án 1 đầu tư theo định hướng tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nhà đầu tư khai thác cảng đầu tư có sử dụng vốn vay ODA. Phương án 2 giao ACV là nhà đầu tư khai thác cảng hàng không không sử dụng vốn ODA. Trong phương án này có 2 đề xuất: giao cho ACV trực tiếp đầu tư khai thác bằng vốn của ACV không sử dụng vốn ODA, hoặc giao cho ACV chủ trì thành lập doanh nghiệp mới với tỷ lệ vốn chi phối của ACV để đầu tư khai thác cảng. Phương án 3, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khai thác cảng dùng vốn của doanh nghiệp dự án không sử dụng vốn vay ODA theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT. Sau khi phân tích đánh giá ưu nhược điểm của các phương án đầu tư trên, 6 tiêu chí gồm hành lang pháp lý, vai trò và lợi ích của nhà nước, tiến độ thực hiện dự án, năng lực và kinh nghiệm đầu tư, khai thác của nhà đầu tư, mức độ thu hút nguồn vốn xã hội hóa đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải cho biết tư vấn và ACV đã kiến nghị đầu tư theo phương án giao cho ACV trực tiếp đầu tư khai thác bằng vốn của ACV, không sử dụng vốn ODA. Các hạng mục khác như ga hàng hóa, dịch vụ cung cấp suất ăn, trung tâm bảo trì, bảo dưỡng tàu bay được nhà đầu tư hợp tác với các nhà đầu tư khác để đầu tư, khai thác hoặc nhượng quyền đầu tư khai thác theo quy định của pháp luật. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn hỗ trợ ACV khẩn trương hoàn thành công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải trình Hội đồng Thẩm định Nhà nước để thẩm định báo cáo dự án theo quy định, đảm bảo tiến độ Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 năm 2019, Quốc hội khóa 14. Hội đồng Thẩm định Nhà nước dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng là lãnh đạo 13 bộ ngành liên quan, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Sau khi Bộ Giao thông Vận tải có báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư yêu cầu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện hoàn thiện nội dung báo cáo thẩm định, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để báo cáo Thủ tướng, đồng thời đảm bảo tiến độ Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 336,6 ngàn tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là hơn 114,4 ngàn tỷ đồng. Dự án được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách cùng hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu khách trên năm, ga hàng hóa 1,2 triệu tấn hàng hóa trên năm, chậm nhất năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác,
Giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư xây dựng thêm một đường cất hạ cánh cấu hình mở và một nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu khách trên năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa trên năm. Giai đoạn 3 sẽ hoàn thành các hạng mục để đạt công suất 100 triệu khách trên năm và 5 triệu tấn hàng hóa trên năm. Bộ Giao thông Vận tải cho biết các cảng hàng không lớn trên thế giới như Changi, Suvarnabhumi, Kuala Lumpur, Incheon, Chakrabhat, Charles de Gaulle, Frankfurt đều áp dụng mô hình đầu tư quản lý khai thác thống nhất bởi một nhà đầu tư khai thác cảng. Về phạm vi đầu tư, các nhà đầu tư này sẽ tổ chức đầu tư, khai thác các công trình thiết yếu như khu bay, nhà ga hành khách và các hạng mục tiện ích quan trọng như cấp điện nước, thông tin liên lạc đối với các hạng mục khác như nhà ga hàng hóa dịch vụ, cung cấp suất ăn, trung tâm bảo trì bảo dưỡng tàu bay được nhà đầu tư khai thác cảng hợp tác với các nhà đầu tư khác để đầu tư, khai thác và nhận quyền đầu tư khai thác theo quy định của pháp luật. Theo Bộ Giao thông Vận tải, các cảng hàng không nêu trên đều được doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần với sự tham gia của các tổ chức nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần do nhà nước nắm cổ phần chi phối đầu tư. Sau khi đầu tư, nhà nước có thể bán một phần vốn nhà nước.